ba lần cũng không sao chứ, nhưng mà nó có dấu hiệu rớt vô rồi, để vũ ra cái được, còn được không nha, vũ ra còn rất là nhanh, nhưng mà cái này hơi cong rồi, đập thêm mấy cái nữa kìa, chắc lắm các bạn ơi, chắc lắm nha, bao đập luôn. Không sao hết nha các bạn. Để mình đập thử ngay cái góc nha. Này. Ok. Có ông chú không nhìn. Cả thử cái nó bị chạy không nha các bạn. Cũng khó bị chạy luôn nha. Mình sẽ mang thử ra ngoài đường, cái này đập vô đá quá. Ok, mình đang kiếm đá mình đập vô nha các bạn. Ok. Để mình đi kiếm một cục đá. Ok, dưới đây có cây cục điện nè. Bây giờ mình sẽ đập vô cây cục điện này test thử nha. Ok. Ok, nhìn nha các bạn. Test thử cho cây cục điện này nha. Rất là chắc các bạn ơi. Chắc lắm.